chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bị chủ tịch Nawaz tiết lộ tài sản khủng, đây là phản ứng đặc biệt của Hoa hậu Thủy Tiên. Trước tiết lộ chi tiết của chủ tịch Miss Grand International về thu nhập của mình, Hoa hậu Thủy Tiên đã có phản ứng đặc biệt. Gần một năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, Gina đã 3 lần không ngần ngại khoe về thu nhập khủng của nàng hậu trước công chúng. Điều đó khiến đông đảo khán giả càng thêm thích thú về mối quan hệ thân thiết của vị chủ tịch Miss Grand International với con gái Úc Thủy Tiên. Cụ thể, hồi tháng 3, Gina Watt đã tiết lộ khoản thu nhập của Thủy Tiên sau 3 tháng đăng quang là 100 triệu baht, khoảng 61 tỷ đồng, nhờ độ phủ sóng rộng trong các chương trình truyền hình quảng cáo. Tiếp sau đó, sau 10 tháng nhiệm kỳ, thu nhập khủng của Thủy Tiên lại tiếp tục bị vị chủ tịch tiết lộ kỹ lưỡng sao cô ấy có thể kiếm về ít nhất 2-3 triệu đô la Mỹ, tương đương 48-72 tỷ đồng, chỉ riêng tiền mặt. Thu nhập của cô đến từ việc dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong nước và quốc tế. Ông Nawaz cũng từng khẳng định, Thủy Tiên là hoa hậu mang lại lợi nhuận cao nhất cho cuộc thi Miss Grand International từ trước đến nay. Không chỉ vậy, mới đây nhất, trong buổi giao lưu tại sự kiện Jakarta Gala Night vừa qua, Gina lại tiếp tục gây sốt với cộng đồng mạng khi tự hào khoe con gái giàu có, chuẩn bị mua căn nhà thứ hai và mua sắm ô tô. Trước những hé lộ của chủ tịch Nawaz, chàng thí sinh Miss Grand International 2022 lập tức bày tỏ sự cảm thán và trầm trồ ngưỡng mộ Thủy Tiên. Trong khi đó, nàng hậu lại lắc đầu và cười ngượng ngùng, như muốn nói cậu ông Nawaz đang nói quá. Được biết, trước đó mỗi lần chủ tịch Miss Grand International nhắc đến chuyện thu nhập cao thì Thủy Tiên cũng đều im lặng không đề cập đến. Mặc dù chưa từng xác nhận, nhưng nhiều dân mạng cho rằng với sự nỗ lực làm việc không ngừng của mình, Thủy Tiên có mức thu nhập cao ngất cũng là điều dễ hiểu. Gần một năm qua, cô nàng nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo liên tục xuất hiện trong các sự kiện. Thành quả này là sự nỗ lực chăm chỉ không ngừng của một cô gái suốt một năm qua. Cả Gina và người hâm mộ theo dõi Thủy Tiên đều tự hào và công nhận điều đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.